chương trình ngày mới tiếp nối dòng thông tin đăng tải trên các báo. thông tin đầu tiên chúng tôi cập nhật cũng là tâm điểm mà nhiều báo đưa tin sáng nay đó là Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chủ tịch Quốc hội, uh, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bà Nguyễn Thị Kim Ngân và giới thiệu bí thư thành ủy Vương Đình Huệ để bầu chủ tịch Quốc hội. Theo thông tin trên báo Thanh niên, ông Vương Đình Huệ, năm nay 64 tuổi, là bí thư Thành phố Hà Nội, thứ hai được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Quốc hội sau Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Huệ quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tham gia Trung ương lần đầu năm 49 tuổi và tham gia Bộ Chính trị lần đầu năm 54 tuổi. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Ông Huệ gây ấn tượng lớn đầu tiên vào tháng 9 năm 2011. Khi vừa nhậm chức Bộ trưởng Tài chính đã tổ chức một hội thảo lớn về giá xăng dầu, đồng thời tuyên bố nếu cần công bố gian lận tôi sẽ công bố các gian lận. Yêu cầu các đầu mối kinh doanh xăng dầu đừng dọa nhà nước, nếu doanh nghiệp nào không làm được thì rút. Còn trên cương vị Phó Thủ tướng, ông Huệ được ghi công trong việc kiềm chế nợ công, tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội ban hành nghị quyết 42-2017 về xử lý nợ xấu, sửa đổi luật các tổ chức tín dụng. Hôm nay, nhiều trang báo đưa tin về việc Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử bị cáo Dương Tấn Hậu, tiếp viên Vietnam Airlines, về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác. Theo cáo trạng, vào tháng 11 năm 2020, Dương Tấn Hậu làm việc trên chuyến bay từ Nhật Bản về, sau đó thì thực hiện cách ly theo quy định tại khu cách ly của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, trong quá trình cách ly, Hậu không tuân thủ đúng quy định dẫn đến lây lan dịch bệnh COVID-19 cho nhiều người khác. Đưa tin về phiên tòa xét xử bị cáo Dương Tấn Hậu, tiếp viên Vietnam Airlines, báo Tuổi Trẻ cho biết, với tội danh làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử phạt hậu từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi nghị án thì hội đồng xét xử xét thấy bị cáo hậu có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt bị cáo 2 năm tù treo, thời gian thử thách là 4 năm. Ngoài ra, do bị cáo là lao động chính trong gia đình nên tòa không áp dụng hình phạt tiền. Thưa quý vị, chỉ trong vòng 5 ngày, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra hàng loạt vụ cháy, trong đó có hai vụ cháy nghiêm trọng làm 9 người chết. Và trước thực trạng này thì phòng BC07 công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi khuyến cáo khẩn đến các chủ hộ và các thành viên trong gia đình về công tác phòng chống cháy nổ. Báo Việt Nam Net đã đăng tải 15 khuyến cáo đến người dân của công an thành phố Hồ Chí Minh như không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, không dự trữ xăng dầu khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà. Đối với xe ô tô, xe máy, các phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, phải lắp đặt thiết bị tự ngắt cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn. Trước khi rời khỏi và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo khi xảy ra cháy thì người dân nên tìm cách báo nhanh cho mọi người xung quanh, gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy 114 hoặc đội dân phòng chính quyền, công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đăng tải thông tin về vụ lùn sùng cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia vừa diễn ra tại Huế theo phản ánh của một số thí sinh thì một trong 12 dự án đạt giải nhất cuộc thi năm nay có sự trùng lập với một dự án từng tham gia cuộc thi này năm 2019 theo lý giải của sở giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình đơn vị có dự án đạt giải nhất cuộc thi năm nay và năm 2019 cả hai đề tài mà thí sinh phản ánh bị trùng lặp đều do một giáo viên hướng dẫn nên không có chuyện lặp lại cái cũ mặc dù có tên gần giống nhau nhưng vấn đề được nghiên cứu giải quyết là khác nhau theo tìm hiểu của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, đây không phải là lần đầu cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia vướng phải lùm xùm. Trước đó vào năm 2019 thì sau khi cuộc thi kết thúc, 5 trên 15 giải nhất, 10 giải nhì và 4 giải ba có giải pháp kết quả trùng lập với các sản phẩm nghiên cứu trước, không có sự cải tiến đột phá riêng. Nhiều phụ huynh giáo viên cho rằng, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cần thiết là để phát huy tính năng động sáng tạo và khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Trước những sự cố xảy ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có những quy định tránh sự trùng lập về mặt đề tài. Đồng thời, ngoài việc đánh giá dựa trên sản phẩm nghiên cứu, những đề tài có giải ban tổ chức nên có cuộc gặp gỡ thêm với tác giả, nhóm tác giả để tìm hiểu sâu hơn và từ đó có cách đánh giá khách quan và chính xác hơn.